có một cuốn. Xin chào tất cả mọi người nha. Thì chiều hôm nay cũng mát mát rồi, mình đi vòng vòng ra ngoài khu đồng ruộng khu ven thành phố Quy Nhơn để mình quay cái quang cảnh cánh đồng đang trong giai đoạn thu hoạch lúa bạn xem nha. Đây, cánh đồng này người ta đã và đang cắt lúa đó nha các bạn. Hôm nay thì người ta cắt bằng máy á, cắt xong thì người ta cũng có cái máy người ta cuốn. Thì đây là cái xe người ta cuốn. Cuốn rạ đây. Người ta đi xe ra ngoài giữa đồng, người ta chở những cái bó rạ này. Đây là cái xe cuốn. Cuốn có một cuốn về là nó bao nhiêu ký vậy chú? Chưa khô nặng nữa hả? Cái loại máy đây bữa nay nó cũng bình định sắm nhiều rồi hả? Hồi trước kia là ít đó, ở ngoài kia người ta mua gì người ta làm rồi, một ngày là 2 tiền luôn mà tới mua. Cái đó này dính đây rồi chú. Vậy là cái máy cuốn là chỉ mình ráp dày vô thôi đúng không? À, còn ngày bình thường tháo đây ra rồi cày. Tiện quá. Cái này dính dữ ta. Vậy là cái máy đây là chất Việt Nam sản xuất qua. Không. Dạ. Nhật á. Nhật thôi chứ nếu mà Việt Nam mình thì mấy đồng. Cái này không 130 triệu này, cái khúc xe không? Dạ, cái khúc đây 130. Đồ mắc ghê không? Trung Quốc nó không có bền đâu. Cái chỗ đây dây xích đồ sao không có cái nắp đậy hả? Có nắp dạ. mà nó cái cấu quá thành mỡ ra dạ. Đó xử lý rồi cái đầu cái máy đây nổ êm quá vậy, bây giờ mà tiếng nổ rồi nghe êm chắc quá. Yeah.
ruộng vậy là tròn do luôn. Kìa cái máy gặt kia chắc nó cũng nhỏ nhỏ ha. Cũng loại đây chú. Chứ ở trong cánh đồng Tuy Hòa nó có một cái chiếc máy gặt khủng lắm. Dạ, nó mua cái nó nhìn nó to nó làm việc trên cái máy hết mà. Đồ mấy cánh đồng lớn là mua mấy cái máy đó vô làm chuyên luôn, chuyên nghiệp. Cái tầm cái đó thì lụng mua rồi, toàn nào nó xuống. Mấy cái đồ dán vậy nó nằm hoài là mũi. Có năm ruột, năm mất. Mất là hôm nay lấy mà mất mùa nước luôn. À, cái mùa nước á hả? Mùa nước có mùa xuống, nó có cái gì càng cơ bản là cái con gì nó xuống. Là nó mua gì nó không cho bò. Nó mua nó cây son, ví dụ đấy. Dạ. Nó còn dằn ở đây giải tán á. Đầu thành lụng. Mưa xuống là thằng nó bó hết. À, đây nhiều mua và trữ cho bò. Bò kia. Thực ra mấy anh em chút. Dạ dạ. Ờ, chứ người không làm gì vô mình. Việt Nam đây các bạn. Đất đây nó cũng khá là đất đây tốt rồi. Bùn đen. Phải mình thấy nó rất là dẻo các bạn. Rất dẻo cho mình đi dầm dầm. Hồi thời đèn dầu hồi còn nhỏ vào cái mùa hè, mỗi lần khi mà cắt lúa xong mùa hè ruộng bỏ không, người ta cày lên người ta bỏ không thì cái con thường hay ra đó là bắt các loại bắt dế đá. Bây giờ trẻ con không có chơi mấy cái trò dần dần nữa rồi.
hay này thì những cái con dế nó sẽ sinh ở trong các cái khe đây, cái đất ruộng. Khu đồng ruộng ở đây nó gần cái con kênh này nha các bạn. Tạt qua con kênh này mình quay cái đám bèo quá xanh tốt luôn. Xa đằng kia là một cái đàn vịt. Đàn vịt trắng các bạn. Đứng ở đây rất mát. Này nhìn rất là hoang dã. Xa xa thì cũng có một anh đang chèo cái chiếc sóng. Có vẻ anh đang đánh cá sao? Nhìn đồng vịt đấy, đồng vịt khoảng tầm 100 con đang bơi rất đẹp.